Thursday. Chào quý vị khán giả, tôi là nhà thiết kế Valentine Vân Nguyễn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị khán giả bộ sưu tập mang tên All About My Couture. Bộ sưu tập này đã được Valentine Vân Nguyễn mang đến Couture New York Fashion Week vào tháng 2 vừa qua. Với sự ủng hộ đông đảo của quý báo đài cũng như khán giả tại New York, bộ sưu tập của Valentine Vân Nguyễn mang đến cho khán giả từng nét nhìn khác về một góc nhìn của người phụ nữ. Từng trang phục lại có một câu chuyện riêng khác nhau. Trong đó, trang phục đầu tiên kể đến là trang phục dành cho First Face, là trang phục mang tên cất cánh. Từng đường cắt cúp trên trang phục là biểu hiện cho người xem đôi chuồn chuồn đang cất cánh bay lên. Và bên trên trang phục cũng được Valentine Vân Nguyễn lấy từ ý tưởng của bộ sưu tập cũ, đó là in từ những bức tranh do họa sĩ vẽ lên trên nền trang phục vải được xuất nhập khẩu từ Nhật. Tiếp đến phải kể đến trang phục dành cho Vedette. Trang phục dành cho Vedette là trang phục đặc biệt nhất và Valentine Vân Nguyễn vô cùng ưu ái. Đó là trang phục được sử dụng cho First Face của Vietnam International Fashion Week 2017. Tại sao Valentine Vân Nguyễn lại mang một trang phục của 2017 đến với chương trình của 2018? Valentine Vân Nguyễn muốn gửi gắm đến cho khán giả một lời chào và cũng như một lời kết dành cho chương trình 2017 và tiếp tục tiếp nối 2018. Muốn hướng đến cho các bạn khán giả của thế giới được biết đến rằng trang phục của Việt Nam do nhà thiết kế Việt Nam thiết kế có thể mang niềm tự hào cho Việt Nam đến với thời trang quốc tế từ Việt Nam International Fashion Week bước sang Couture New York Fashion Week 2018. Còn các trang phục còn lại trong bộ sưu tập phải kể đến đó là những trang phục được kết lên từ các dòng hoa khô được sơ chế và những sợi lông vũ được sơ chế bằng các phương thức khoa học để đưa lên các trang phục của Valentine Vân Nguyễn. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả đến với một số trang phục trong bộ sưu tập All About My Couture. Thursday. Để có cơ hội sở hữu phần quà từ chương trình Đẹp 24/7, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Hàng tuần, chương trình sẽ dành tặng một phần quà hấp dẫn và duy nhất cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!